lại cái câu chuyện chiến tranh ở trong Nam từ năm 1955 đến năm 1975. Cái lý do mà người lính họ đánh nhau nó thay đổi theo thời gian. Dạ. Thay đổi năm 1955 mới đánh nhau lúc đó đó. Ở trong Nam đánh nhau với Bình Xuyên, Hòa Hảo đánh ngay trong cái phố Sài Gòn của là nó cái lý do là như thế đó. Rồi từ năm 1956 đến năm 1963 là đánh nhau là như thế đó. Tới năm 63, tới năm 1963 đến năm 1965 nó lại thay đổi. Người như cái người lính trong Nam ấy, họ đánh nhau đó là tại vì cái mệnh lệnh. Chứ còn họ nói một cách chính xác hơn á, có nghĩa là không người có lý do. Hòa một con rối là một con rối, nó mới hiểu điều đúng đó. Rồi đấy. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Được các nước phương Tây điều khiển, nói một cách khác. Đúng rồi đấy. Đó, đó. Thành ra cái bọn lính chúng ta á không biết nghĩ mà cũng không buồn nghĩ và cũng chẳng thèm nghĩ nữa, bởi vì dụ mình đâu có được quyền gì đâu. Đó là ai trong rừng, còn ông nội này thì cũng giống như tao thôi. Chứ vì đó thành ra cái khái niệm, bởi vậy mình mới nói thời đang gian đó tất cả những người giống như là Trịnh Công Sơn là như là như họ khao khát hòa bình, mà chỉ có những người nhạc sĩ mà sáng tác những bài nhạc giống như là Hòa Bình ơi, bởi vì trong cái thời gian chiến tranh á, mình phải cảm nhận cái điều này, những người nhạc sĩ, những nhà thơ, những nhà văn này kia thì họ làm sáng tác văn học rất là hay, mình phải công nhận cái điều đó, là bởi vì sao, họ khao khát một cái điều gì mà hiện giờ không có. Tôi nói trắng là như vậy. Yeah. Tôi nói trắng là cái văn học nghệ thuật cho rằng vậy, mà họ khao khát cái điều họ không có thì điều đó làm cho người ta mới hay được. Từ thơ văn, từ thơ Quang Dũng, Đôi Mắt Người Sơn Tây, từ Phạm Duy, rồi nói chung là hổ thời thơ, hổ nhạc, các cái từ nhạc sĩ, những lời ca ngát nó mới đượm thắm cái điều là họ khao khát hòa bình. Nhưng mà cái nhà văn thời thơ thôi, còn bộ lính chúng ta thì không được quyền nghĩ tới, là bởi vì nghĩ tới là đánh mà đâu có biết đâu. Có cái khác, người lính không có lý tưởng và được điều phối bởi chia rẽ mà quên được. Có một cái đứa khán giả như này nó nói là cái vụ mà nhạc sĩ Trần Tiến là mày sai đó nha Chu Phan, cái là có nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến lớn hơn Trần Tiến nhạc sĩ, hai ông Trần Tiến đúng rồi, hai tiếng cơ, nó tôi có một tiếng là về điện ảnh, về điện ảnh chắc vậy đó, các ông điện ảnh rồi vậy đây này, vậy đây em, vậy đây em đang nói là em không nghe nhạc sĩ Trần Tiến, nhưng em chỉ biết là tên Trần Tiến là vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ. Thì hiện nay Trần Tiến như thế nào em chưa nghe tin, không biết, em đã nói rồi. Thôi em khẳng định là đúng rồi. Có người đến chính rồi. Dạ. Thì ok. Thì bây giờ nói nữa là Trần Tiến nhạc sĩ mà sáng tác cái bài Mặt Trời Mấy Con Vẫn Còn Sống Nhăn Răng. Đó, để vâng. Còn có một Trần Tiến nghệ sĩ nữa. Mặt Trần Tiến nghệ sĩ đình ảnh. Dạ. Rồi, ok. Dạ, cảm ơn. Rồi, ok. Dạ. Thì cho em nói một chút, tức là em Lan Hoàng thì em chắc sinh sau 55 em không biết, tức là cái chủ trương của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là chia đôi đất nước, thì họ đã có một cuộc trưng cầu dân ý giả mạo để đưa cụ Diệm với cụ Thiệu lên là biết rồi, trên là mục đích của họ là không có khát vọng thống nhất đấy, là đấy là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, còn người dân Việt Nam vẫn có khát vọng đó, vấn đề là cho đó. Thế là cái bối cảnh mà anh Cầm với anh Lan Hoàng, anh Phượng anh vừa nói là rất là đúng, tức là chỉ biết đi lính thôi, thế là mọi ước vọng là nó cho là phản chiến hết, thì không dám nói, không dám bàn cãi. Có một câu chí lý này nè, anh có thể chọn ý chí và thì là cái ý kiến của anh bất cứ lúc nào, nhưng mà anh không thể là anh chọn nơi anh sinh ra đời được. Đúng rồi như vậy. Sao bây giờ ví dụ thời đó mà tạo bộ đội, tạo bị bắt tao phải đi bộ đội rồi, cái chuyện đương nhiên rồi, và tạo đúng rồi bị bắt cũng là phải đi lính. Không thể được, không thể thay đổi. Đúng. Được. Đúng. Và cái hay cái nhân văn ở chỗ là sau khi mà được giải phóng rồi, tất cả những người lính mà thuộc về cái dạng coi hàng ngũ của Việt Nam Cộng Hòa hầu như không bị gì cả, thôi không có sự trả thù, chỉ có những người làm chức cao lớn để mà đi học tập cải tạo được, cái điều đó rất là đúng, tao thấy đúng không sai, là bởi vì thế nguyên tắc không ai cho anh đi lang thang ngoài đường hết trơn, rồi lúc đó anh là người bị bại trận mà biết biết là khuấy động được cái thôi chuyện bên bỏ qua. Và hôm nay mình nói về cái hiệp định Paris á, thì ngày hôm qua thì thằng chuyện của Tiến Đức Mỹ nó đưa lên một bài báo, mà cái bài báo này là của người Mỹ viết và nó mua trên Amazon nha. Cái bài báo này rất là hay, và nó có một buổi rất là hay,
ta cho ta xem qua cái link để cho tụi bay vô nó là đọc đó, và nó thuyết trình này đó. Thì bữa nay tiếc là chị Xuân với anh Quang bận cho nên anh không vào live được, ông hẹn năm nay mai rồi hôm trước hôm khác. Thì, trong khi chưa anh cầm cho ý kiến, chưa ai ý kiến thì em cho em nói lên cái suy nghĩ của em là, tức là kiều bào ta Paris lúc giờ ủng hộ cái phong trào hội nghị Paris là người Việt Nam và người Trung rất nhiều, anh cầm nhá. Đúng rồi. Cái nhân vật và phỏng vấn này toàn người Việt Nam không? Em Lan Hoàng ạ. Đồng kiều bào ta nước ngoài ấy là lúc giờ ủng hộ cho cách mạng là người rất nhiều, đông người Việt Nam và người Việt Trung. Đó, là thời kỳ đó, chẳng những bên kiều bào bên nước Pháp mà kiều bào bên Mỹ, em thấy rõ ràng họ biểu tình. Dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đó là khủng, cái thành ra vì đó dạ. Có cái điều này nè, khi một cái đất nước mà khi mà chống giặc ngoại xâm á, mà nó có cái lý dạ. tưởng chính đáng á, thì dạ. ở đâu nước trên thế giới đều ủng hộ cả, không riêng gì ấy. Đúng rồi, nó thuộc đó. Mà nó thuộc về chính nghĩa đấy, ý nói nó thuộc chính nghĩa là đúng ai cũng ủng hộ đấy. Đúng rồi, thì ra tất cả mọi người dân trên thế giới này đều ủng hộ. Mà yeah. mình làm buồn cười ở cái chỗ này là những lúc gần đây đó, những cái chuyện xáo trộn trên thế giới, những cái đất nước mà có những cái bàn tay lông lá của những cái nước phương Tây vào chia rẽ chai này, Syria rồi cái gì ta, Syria rồi Iraq này kia, thì thường thường có họ biểu tình giải phản pháp, bây giờ anh bây giờ cũng vậy nữa. Cái mỗi lần biểu tình vậy là được, ta thấy thấp thoáng đâu đó nó có cái lá cờ Việt Nam không đó, cờ đỏ sao vàng yeah. đó lẫn lẫn lộn. Mà dạ. mình mới nghĩa là cái lý do tại sao mà họ biểu tình mà có cái lá cờ Việt Nam mình không nói làm cái gì. Dạ. Lẽ ra họ lấy cái ngọn cờ mình là tiêu biểu cho một cái kẻ thấp khổ bé Việt mà bé hỏng, và lấy cái đất nước Việt Nam làm cái ngọn cờ đầu. À, kể cả bên dạ. châu Phi cũng vậy nữa. Đó. Dạ, thưa anh Cầm với này, thưa các anh chị em này, em đi từ năm 75 giờ rồi. Tức là những người dân Việt Nam Hòa lúc bây giờ, nếu mà người ta làm công chức bình thường ấy, hoặc người ta làm người lính bình thường, người ta không còn thù hằn người Cộng sản nữa, mà hiện nay thù hằn F2, F3, F4, hiện nay thù hằn Cộng sản chỉ những người mà có công chức, có chức vị ở Việt Nam Cộng hòa, hồi đó người ta mới thờ, người ta mới thù Cộng sản. Lý do người đó, người ngày đó là người ta ngồi không hưởng lương, ta được Mỹ trả lương rất là lớn, vẫn còn rất là sướng, nhưng là giờ ta rất còn thù người Cộng sản. Còn người dân Việt Nam Cộng hòa và người lính Việt Nam Cộng hòa hầu người ta không quản nữa. Rồi họ về thấy được gia đình chung sống, gia đình kia là họ mừng thấy mẹ còn thu hoạch. Dạ. Chỉ có cái dạ. điều là ngày xưa các ông các bà mình nói chuyện cấp bậc thiếu tá cho lên đi. Dạ. Con vợ ở nhà đi, vợ cũng có xe riếp đưa đi, cũng có lính dạ. chặt cái nhà nó từ vì đó. Họ dạ. ở thấy một cái sự gọi là cấp bậc cao, giai cấp cao. Dạ. Dạ. xuống và họ đang bị dạ. tù quá ở bên xứ người, chính vì đó. Dạ. Họ tức, hiểu không? Đúng rồi. Nhưng mà cái nguyên nhân sự việc họ không lấy tổ quốc làm trọng và họ không lấy quốc gia làm trọng mà chỉ lấy cá nhân làm trọng, thì sinh ra cái điều đó. Bà trung tá đi ở nhà là chém chạy ra đi đường đi chợ, không là có lính chở đi, có tài xế xe xe rồi có người sắt giỏi đi chợ, có người lao nhà giặt đồ, mình là lính mà mấy thằng kia là tự nguyện, như tụi tao có nhiều thằng đó rất là tự nguyện, nghe nó tới về phục vụ cho mấy bà mừng thấy mẹ khỏi ra chiến trường, khỏi đi lên khỏi chết. Dạ. Nhiều chỗ đó ra mấy bà kia rất là sung sướng, và từ cái chỗ sung sướng đó đùng một cái xuống rớt xuống đất rồi sao bắt đầu đi qua chết người là thù hằn, làm móng làm neo rồi chùi nhà cầu các cái đồ thứ, thì con người ta bị phản quốc anh ấy tức đó là ra vậy. Để chính vì vậy á, họ đầu độc cho con cái họ, chứ cỡ như họ thì bây giờ hết thời rồi, chết mẹ xuống lỡ nào, nhưng mà họ đầu độc con cái. Mày có biết không, hồi xưa tao là vậy rồi vậy, ủa con cái ngày chạy hả trời châu, nhà mình ngày xưa quyền quý gia thế dữ vậy, tự nhiên bây giờ mình về là tự nhiên có một cái sự bà gọi tức tối, anh hiểu không, truyền cái sự tức tối của mình xuống cho con cái mình đó, chính vì chỗ đó anh ta nó mới lên ra nông nổi. Và hầu như những cái đám hậu bối gọi là hậu vệ bên ngoài nó chẳng có biết cái con mẹ gì trước năm 75 cả, nó không biết gì hết. Mà lên thánh phán hay là phán gì thánh gì đó, rồi bài xích những chuyện vô cớ, thôi tao không có chấp cái chuyện đó, bởi vì tôi biết đó không đi vào những cái chuyện rùi bu vậy. Dạ. Yeah. Bây giờ ở đây á, thì tao chỉ chơi những người nào mà có một sự hiểu biết nhất định, âm từng sự định và có một cái đầu óc thoáng và nghĩ với quê hương. Đối với tao, tao đã từng nói rồi, tao mặc dù tao ăn Tết không được ăn Tết ở quê hương, nhưng ngày nào tao về đất nước của tao, tao bước xuống sân bay là ngày đó đối với tao là Tết. Là bởi vì yeah. là người rồi,
người tha hương người tha xứ mà được về đất nước mình là một mùa xuân rồi, không cần gì phải bác rồi vậy đó. Thì nhân dịp anh Cầm hôm nay làm cái live này thì từ nãy giờ anh em mình cũng chưa nói, nhưng mà em thì bây giờ em xin có được cuộc sống hòa bình hôm nay, có được cái ngày mà ký hiệp định Paris thì em xin cảm ơn toàn thể nhân dân ta, những người mà hy sinh cho kháng chiến, toàn thể những người dân kiều bào ở nước ngoài tham gia ủng hộ, toàn thể những người cán bộ mà tham gia mà đàm phán hội nghị Paris đó, những người có công mà đem lại sự hòa bình tạm thời năm 1993 là một cái lòng vô cùng biết ơn. Từ có cuộc hội đàm Paris, có cuộc ký kết hội đàm Paris năm 73 thì có năm 75 mà có năm 75 thì cũng biết có anh Cầm với tụi em hôm nay. Chứ nếu mà năm 75 mà không đến đất nước, chưa chắc anh Cầm đã còn sống, chưa chắc anh Phượng đã còn sống, mà đến tụi em chưa chắc đã còn sống. Vì em thua các anh vài tuổi thì em cũng phải đi lính rồi. Cho em xin 30 giây thôi. À rồi em nói. Cái chủ đề hôm nay thì con cũng muốn tham gia, nhưng mà Trần Ni đang gọi thì con muốn tham gia diễn đàn Trần Ni chút, thì cũng muốn tham gia một chút tí thì. Rồi. Là cho em con đi lên đấy đi. Bố Cầm không diễn đàn Trần Ni mà diễn đàn rồi. YouTube. Thì gửi lời chúc một lần nữa là gửi lời chúc đến bố và gia đình bố một năm mới an khang thịnh vượng, cũng như là chú Phượng và anh chú Phượng. Rồi, cảm ơn chú khỏe, cũng như toàn thể các anh chị em đã từng biết Lan Hoàng và yêu quý Lan Hoàng, một lời chúc tốt đẹp nhất đầu xuân năm mới. Bây giờ thì Lan Hoàng xin phép tạm biệt một ngày gần nhất. Rồi. Rồi, okay. Anh cũng cảm ơn Lan Hoàng để cùng anh em chia sẻ những cái rồi chính trị xã hội nhé. Rồi, rồi. Cảm ơn Lan Hoàng nhé, chúc Lan Hoàng năm mới mạnh khỏe rồi.